Xin chào mọi người, sản phẩm trong video này là chiếc bếp từ của nhà Grammy với mã sản phẩm là BRMI1109. Grammy là một thương hiệu của Đức, còn chiếc bếp này thì được sản xuất tại Malaysia. Đây là một chiếc bếp từ nhỏ gọn, phù hợp sử dụng cho phòng trọ hoặc là dùng để nấu lẩu trong các buổi tụ họp gia đình. Và chiếc bếp này là kiểu bếp lắp dương có công suất là 2000W. Với kích thước vùng nấu là khoảng 20cm, thoải mái nấu nướng với các loại nồi chảo lớn. Tuy nhiên, mọi người lưu ý là chỉ sử dụng với những loại nồi chảo có đế nhiễm từ nha. Bên cạnh đó thì bếp được trang bị mặt kính ceramic căng gờ sáng bóng, dễ vệ sinh khi dùng. Cùng với đó thì bếp sử dụng bảng điều khiển cảm ứng với 6 chế độ nấu được cài đặt sẵn là nướng, chiên, giữ ấm, lẩu, súp và đun nước. Ngoài ra thì bếp có trang bị đa dạng tính năng an toàn như là khóa bảng điều khiển tự ngắt khi điện áp quá cao, quá thấp, tự ngắt khi không sử dụng, v.v. nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng, thiết bị và nguồn điện. Hiện tại vào đầu tháng 11 thì chiếc bếp từ Grammy này đang có giá là 1.290.000 đồng. Ngoài ra thì mọi người có thể tham khảo thêm một số chiếc bếp từ khác đang được kinh doanh tại Điện Máy Xanh nha. Và video này thì đến đây thôi, đừng quên cho kênh YouTube của Điện Máy Xanh một like và một subscribe nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.